quý vị, ăn uống quá mức, không tuân thủ lịch chạy thận trong dịp Tết có thể khiến người bệnh chạy thận nhân tạo trở nặng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Chính vì vậy, thực đơn lý tưởng trong những ngày Tết cho bệnh nhân chạy thận là lựa chọn những loại thức ăn có chỉ số đường huyết thấp, để sau khi ăn, đường huyết của người bệnh không bị tăng đột ngột. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hơn 10% dân số toàn cầu bị bệnh thận mạng, và mỗi năm, bệnh lý này cướp đi mạng sống của 5 đến 10 triệu người. Riêng Việt Nam, ước tính khoảng 5 triệu người bị suy thận và 8.000 bệnh nhân mới mỗi năm. Khoảng 800.000 người bị suy thận giai đoạn cuối cần lọc máu, chiếm 0,1% dân số. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, người chạy thận chu kỳ cần lưu ý những điều sau để có một mùa Tết vui khỏe. Tuân thủ lịch chạy thận định kỳ hàng tuần, nên sắp xếp cuộc hẹn trước để đảm bảo có giường bệnh trong những dịp lễ Tết. Uống thuốc đầy đủ theo hướng dẫn và toa thuốc của bác sĩ. Tuân thủ chế độ dinh dưỡng khoa học. Khuyên các bệnh nhân nên theo sát cái lịch lọc máu. Không nên vì những cái ngày như là đầu năm rồi kia mình bỏ một cái cự lọc máu. Như vậy thì không tốt cho sức khỏe của mình. Mình dễ bị vào cấp cứu hơn. Không nên kiêng cự mùng 1 không vô bệnh viện để chạy thận nhân tạo. Là về mặt thuốc uống là phải uống đều đặn. Các thuốc uống là phải đều. Ngày Tết nhiều khi thì gặp con cháu rồi vậy là quên mất cái uống thuốc. Đó là một trong những cái mà quan trọng nhất là cần nghĩ là uống thuốc đều đặn, sáng, trưa, chiều là đầy đủ. Kể cả ngày Tết vẫn phải uống liên tục. Cái vấn đề thứ hai đối với nước uống. Nước uống là những ngày Tết thì thường phải tiếp khách. Con cháu đến một lần một chút mà chúng ta vô tình chúng ta nhập vô một lượng nó nhiều hơn cái mức thông thường của một người bệnh cho phép. Thì lời khuyên của bác sĩ dành cho những trường hợp này là gì? Là chúng ta nên cân hàng ngày. Một ngày chúng ta cân một lần và làm sao để đảm bảo chỉ có một ngày chúng ta chỉ cân lên được 1 kg cho đến 1,5 kg so với trọng lượng khô chúng ta mà thôi. Như vậy thì trong 2 ngày chúng ta lên được khoảng độ 2 hoặc là 3 kg nước trong cơ thể. Và như vậy thì nó vừa phải để cho cái lần chạy lọc máu tiếp theo. Như vậy thì chúng ta không phải bị vô cấp cứu do cái quá tải nước trong cơ thể. Việc tuân thủ chế độ và nguyên tắc theo tháp dinh dưỡng cho người tiểu đường hàng ngày trong dịp Tết sẽ giúp người bệnh kiểm soát được bệnh cũng như hạn chế làm xuất hiện biến chứng khác. Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả điều trị trong dịp lễ Tết, người chăm sóc bệnh nhân và bản thân người bệnh cần luôn theo dõi tình trạng sức khỏe, tuân thủ chặt chẽ các chỉ định của bác sĩ. Nếu nhận thấy có bất kỳ dấu hiệu bất thường, người chăm sóc phải liên hệ ngay với bác sĩ điều trị để xử lý kịp thời, tránh nhiều biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra như tụt huyết áp, chuột rút, ngứa, thiếu máu, rối loạn giấc ngủ, nhiễm trùng.